Ok, so cứ hỏi con nó làm vậy nè. Dì Yến đưa con cái statement của dì Yến phải không? Rồi con gửi vô. Rồi nó coi cái chấm của dì Yến. Rồi nó đưa dì Yến rẻ hơn. Mà nó phải thấy cái statement của dì Yến. Vâng. Yeah.